Cô chào các em học sinh khối lớp 4. Cô là Vũ Hoàng Hồng Nhạn, giáo viên quận Gò Vấp. Rất vui được gặp lại các em ở phân môn luyện từ và câu lớp 4. Để tiết học có hiệu quả, các em cần chuẩn bị sách giáo khoa, đồ dùng học tập đầy đủ, chú ý lắng nghe và thực hành theo yêu cầu của cô. Các em đã sẵn sàng chưa? Mình cùng vào tiết học nào! Trước khi vào bài học ngày hôm nay, cô và các em cùng tham gia một trò chơi. Trò chơi có tên là chú thỏ thông minh. Chúng ta cùng chú thỏ thu hoạch cà rốt bằng cách trả lời đúng các câu hỏi. Các em đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta cùng đến với thử thách thứ nhất như sau. Tiếng chí nào sau đây có nghĩa là rất, hết sức? A. Chí hướng. B. Chí phải. C. Ý chí. D. Chí khí. Các em có 5 giây để suy nghĩ nhé. Đáp án đúng của câu này đó chính là câu B, chí phải. Cô chúc mừng các bạn nào có đáp án đúng với đáp án của cô. Tiếp theo, cô mời các em cùng đến với thử thách thứ hai. Thử thách thứ hai như sau. Sức mạnh tinh thần làm cho con người kiên quyết trong hành động, không lùi bước trước mọi khó khăn, là nghĩa của từ nào dưới đây? A. Nghị lực. B. Kiên cố. C. Kiên trì. D. Kiên quyết. Các em có 5 giây bắt đầu. Đáp án đúng của câu này chính là đáp án C, kiên trì. Cô chúc mừng những em chọn đáp án C nhé. Cô hy vọng với từ kiên trì này, các em sẽ vận dụng vào học tập. Chắc chắn các em sẽ có kết quả cao trong học tập. Tiếp theo, cô mời các em cùng đến với thử thách thứ ba. Thử thách thứ ba như sau. Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ nghị lực? A. Làm việc liên tục, bền bỉ. B. Có tình cảm rất chân tình, sâu sắc. C. Có sức mạnh tinh thần làm cho con người kiên quyết trong hành động, không lùi bước trước mọi khó khăn. Các em có 5 giây suy nghĩ. Đáp án đúng của câu này đó chính là C. Sức mạnh tinh thần làm cho con người kiên quyết trong hành động, không lùi bước trước mọi khó khăn. Cô chúc mừng những em đã chọn đáp án C. Cô chúc mừng các em đã giúp bạn thỏ hoàn thành thử thách và hái được rất nhiều cà rốt. Qua đó, các em cũng ôn lại được những kiến thức đã học ở trong bài trước. Cô có lời khen ngợi cho các em. Để giúp các em mở rộng thêm vốn từ thuộc chủ điển có chí thì nên, cô mời các em cùng đến với tiết luyện từ và câu tuần 13, mở rộng vốn từ ý chí nghị lực. Ý chí nghị lực là sự dũng cảm, là nghị lực phi thường, là bản lĩnh của con người vượt qua mọi khó khăn để vươn tới thành công. Để tìm hiểu nội dung bài học hôm nay, chúng ta sẽ tham gia một trò chơi có tên gọi là biệt đội đánh bay COVID-19. Các em biết đó, hiện tại, dịch bệnh COVID-19 ở nước ta đang diễn biến phức tạp. Vì vậy, chúng ta phải tìm cách ngăn chặn dịch bệnh lây lan nhanh chóng trong cộng đồng bằng cách mỗi gia đình cần phải trang bị những gì để có thể đánh bay virus. Để chuẩn bị cho việc này, các em sẽ mở vở tiếng Việt và lấy cây bút. Nào, mình cùng xuất phát nhé! Để tìm được trang bị đầu tiên đánh bay COVID-19, chúng ta cùng xem gợi ý của trang bị đầu tiên là như thế nào. Cô mời các em cùng đọc yêu cầu của bài số 1. Thi tìm các từ. Trong bài này có hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất, A. Nói lên ý chí nghị lực của con người. Yêu cầu thứ hai là B. Nói lên những thử thách đối với ý chí nghị lực của con người. Vậy, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành yêu cầu của câu A nhé. Ở câu A thì cô tìm được các từ quyết chí. Vậy ngoài từ quyết chí ra, còn có những từ nào nói lên ý chí nghị lực của con người? Các em hãy tìm thêm một số từ nữa nhé. Ngoài từ quyết chí thì cô tìm được những từ sau: quyết tâm, bền gan, bền chí, bền lòng, kiên nhẫn, kiên trì, kiên nghị, kiên tâm,
kiên quyết, kiên cường, vững tâm, vững chí, vững lòng, vững dạ. Đó là những từ nói lên ý chí nghị lực của con người. Bây giờ, chúng ta cùng tiếp tục đến với câu B, nói lên những thử thách đối với ý chí nghị lực của con người. Ở câu B này, thì cô có từ khó khăn. Vậy ngoài từ khó khăn ra, còn có những từ nào nói lên những thử thách đối với ý chí nghị lực của con người? Cô mời các em cùng tìm nào. Và kết quả cô tìm được là chông gai, gian nan, trở ngại, gian khổ, gian khó. Em hãy dò những từ mình tìm được với các từ trên màn hình. Nếu các em tìm đúng, thì cô có lời khen dành cho các em. Còn những em nào làm chưa chính xác, thì hãy sửa lại cho đúng nhé. Qua bài tập 1 vừa rồi, đã cho chúng ta thấy khi làm một việc gì luôn có những khó khăn chờ đón và thử thách bản thân mình. Nhưng các em hãy luôn kiên trì vượt qua những khó khăn, thử thách đấy để biết được thêm nhiều kiến thức mới cũng như kỹ năng cho mình. Với việc tìm được rất nhiều từ nói về ý chí nghị lực, chúng ta đã tìm ra trang bị đầu tiên để đánh bay COVID-19, đó là chiếc khẩu trang. Một vật dụng rất cần thiết để bảo vệ chúng ta trong mùa dịch này. Và bây giờ, chúng ta cùng nhau tìm tiếp trang bị thứ hai cần dùng là gì qua việc hoàn thành yêu cầu của bài tập số 2 sau đây nhé. Yêu cầu của bài tập 2 là đặt câu với một từ em vừa tìm được ở bài tập 1. Bài này, các em sẽ chọn một từ ở câu A hoặc câu B để đặt câu. Các em lưu ý, khi đặt câu, nhớ đầu câu phải viết hoa và cuối câu có dấu chấm. Cô mời các em hãy quan sát màn hình. Nếu cô chọn từ quyết tâm ở câu A, thì cô sẽ đặt câu như sau. Em quyết tâm hoàn thành tốt các môn học trong năm học này. Ở câu B, nếu cô chọn từ thử thách, thì cô sẽ đặt câu như sau. Em đã vượt qua những thử thách trong kỳ thi VOEDU. Hai câu này nói lên ý chí không lùi bước trước những khó khăn để đạt được mục tiêu mà mình đề ra. Cô mong rằng các em cũng sẽ quyết tâm học thật tốt để trở thành con ngoan trò giỏi. Qua bài tập 2, đã củng cố thêm cho các em về kỹ năng đặt câu theo chủ đề. Cô có lời khen dành cho các em nào đã đặt câu đúng theo yêu cầu của đề bài nhé. Chúng ta tìm ra trang bị cần thiết thứ hai, đó chính là nước rửa tay. Và bây giờ, chúng ta cùng nhau tìm tiếp xem trang bị thứ ba cần dùng là gì qua việc hoàn thành yêu cầu của bài tập 3 sau đây. Bài 3, viết một đoạn văn ngắn nói về một người do có ý chí nghị lực nên đã vượt qua nhiều thử thách, đạt được nhiều thành công. Để làm được bài này, các em cần lưu ý các gợi ý sau. 1. Giới thiệu người có ý chí nghị lực. 2. Khó khăn họ gặp phải là gì? 3. Họ vượt qua khó khăn thử thách đó như thế nào? 4. Họ đạt được thành công nào? 5. Cuối cùng, các em học được điều gì? Sau đây, cô sẽ giới thiệu cho các em một số tấm gương đã vượt qua nhiều khó khăn và gặt hái được thành công. Cô giới thiệu với các em, chúng ta có thể biết về vua tàu thủy Bạch Thái Bưởi. Bạch Thái Bưởi mồ côi cha từ nhỏ, đã theo mẹ quẩy gánh hàng rong. Ông đã làm đủ mọi nghề từ thư ký cho đến mở hiệu cầm đồ. Và cuối cùng, ông thành công trong lĩnh vực kinh doanh đường thủy và ông đã trở thành vua tàu thủy Bạch Thái Bưởi. Hoặc là các em có thể biết về Cao Bá Quát. Cao Bá Quát là người văn hay nhưng chữ không được đẹp. Vì vậy mà có lần bà cụ hàng xóm đã nhờ Cao Bá Quát làm tờ đơn. Nhưng vì chữ xấu quá nên quan không xét cho bà và đuổi bà về. Từ đó, Cao Bá Quát kiên trì luyện tập viết chữ
và đã trở thành người văn hay chữ tốt. Tiếp theo, các em nhìn thấy đây chính là hình ảnh nhà giáo ưu tú, nhà văn được cả xã hội tôn vinh Nguyễn Ngọc Tí. Năm lên 4 tuổi, một cơn sốt cao khiến cho đôi bàn tay của thầy bị bại liệt, nên mọi hoạt động của thầy đều sử dụng bằng chân. Các em cũng đã được biết về thầy qua bài kể chuyện tuần 11, Bàn chân kỳ diệu. Nhân vật cô giới thiệu, các em hãy chọn để viết về một người. Để đoạn văn của mình được hay, thì các em hãy lồng ghép thêm cảm xúc của mình nhé. Cô mong rằng các em sẽ hoàn thành tốt bài tập 3 vào vở sau khi kết thúc tiết học. Vậy là chúng ta đã tìm ra trang bị cuối cùng để đánh bay COVID-19 rồi. Đó chính là kính chống giọt bắn. Bây giờ, chúng ta có đầy đủ trang bị cần thiết rồi. Các bạn hãy cùng cô đánh bay COVID-19 nhé. Ở nhà, các con hãy hoàn thành các bài tập mà cô vừa hướng dẫn vào vở và chuẩn bị bài luyện tập về câu hỏi. Tiết học hôm nay của chúng ta đã kết thúc rồi. Chúc các em hoàn thành tốt bài làm của mình. Hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.